Ở Sài Gòn hiện tại thì cứ nên để cho mọi người sinh hoạt bình thường, nhưng mà cẩn thận cũng phải đeo, về quê cũng vậy, nhưng mà cứ nên trở lại, cứ 1 2 tuần nghỉ cho nó giãn gân giãn cốt, rồi thương nhớ gia đình, tại vì mấy tháng bị nhốt cực quá thì cũng nên trở về làm lại để mà mình giúp cho gia đình, giúp cho bản thân, nhưng mà cái lớn đó là giúp cho quốc gia mình. Nếu không, tất cả những công ty mà nó vô Việt Nam bữa giờ á, nhỏ lớn á, nó có thể trở về Trung Quốc á, là nó tiếp giáo cho giặc á, lúc đó mình còn mệt hơn nữa. Thì Kỳ chỉ nói vậy thôi. Kỳ cũng không có chính trị gì hết, Kỳ cũng không có làm phiền ai, nhưng mà Kỳ chỉ yêu nước Việt. Sứ mệnh kiếp này làm sao cho núi Cấm, làm sao khi Phật Di Lặc xuất hiện, Kiệt là người đứng kế bên Ngài, Kiệt là người truyền tin, Kiệt người rất là bình thường nha quý vị, không có gì hết. Những lời Kiệt nói thì có người hiểu, có người không hiểu, thì chứ không phải Kiệt binh cộng sản hay binh quốc gia, Kiệt không phải cái dạng đó, Kiệt chỉ binh cái thiện thôi nha, nhớ kỹ một điều, Kiệt binh cái thiện thôi. Ok, thì bao nhiêu đó, với trên mạng lâu nay á, Kiệt bị gài độ nhiều lắm. Có nhiều người cứ hỏi, ồ, ông A, ông B này chánh hay tà gì anh Kiệt, mà cứ làm trên cái này nó nhảy liên tục hoài. Nhưng cái tâm Kiệt là tâm Phật, thì luật Phật có Kiệt có thọ Bồ Tát giới thì Kiệt phải nói thật. Nếu không nói thì Kiệt cũng bị phạm cái lỗi, cái luật của Kiệt. Thì Kiệt nói à, người đó là tà, nhưng mà trong lúc Kiệt nói là tà hay là chánh thì cái hành động của lúc đó và giờ đó, nhưng mà cái người tà có thể ngày mai họ làm chuyện chánh rồi làm sao. Mình nói thí dụ như không có nói tên trên này, rất là nhiều trong trong những cái linh căn á, mà bây giờ tụ họp về núi Cấm rất là đông, là vì họ đó biết được, họ biết được cái núi Cấm là có Phật ở đó, và núi Cấm có một cái tháp, một cái giống như cái lâu đài vậy đó, cực kỳ lộng lẫy ở đó mà mắt thường mình không thấy, mà nó đã hiện diện ở đó rất là nghìn 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 năm, nhiều nghìn năm về trước. Thời xưa đó, mấy vị có kể cho Kiệt nghe về núi Cấm, hồi xưa đó là giữa thiện thần và ác thần đấu với nhau để giành cái núi Cấm, để giành cái tòa lâu đài đó đó, cung vàng điện ngọc gì đó, mà trong kinh Đức Thầy nói đó là có thật 100% đó, hiện giờ cũng đang ở đó, nhưng mà cái cánh cửa đã khóa lại rồi, có thể sau này á, có một người về sẽ mở ra. Thì giữa thiện thần và ác thần, nhà thần nó tranh đấu ở đó, cho nên cả hai bên đều có ở đó hết hiện giờ. Thì hôm nay đến thời trở lại nè, cũng giống như phong thần hai, cái đó giống như phong thần một, giống là đài phong thần một, bây giờ tới màn phong thần hai thì họ cũng giành lại cái chỗ này, phấn đấu để mà chiếm lại chỗ này. Cho nên tại sao linh căn từ Bắc tới Nam họ có cái điển trong người, họ biết được những chuyện mà người thường không biết, họ cứ gom về đó rồi cứ nhập đồng cứ này nọ, thì mấy cái hiện tượng đó đối với Kiệt là tốt chứ không có gì, trị bệnh này nọ cũng ok, cũng tốt. Nhưng có những cái phải đừng có quá, để cho người giống như người không có hiểu, giống như bên Phật, mấy đệ tử Phật hay là mấy thầy ở Sài Gòn đó, đừng có coi thường mình, thì họ mới nói mình tà rồi cái này nọ. Tại vì cái sự hiểu biết của bên Phật với Phật tử đó, họ chỉ vậy thôi, họ không muốn tìm hiểu sâu thì rồi là họ phán vậy đó. Còn bên Thiên Tâm là cứ tìm hiểu, nhưng mình biết để mà mình như là phòng ngừa, và mình phải hiểu cái chuyện đó. Cái kia không có nói ai tà nha. Bữa hổm có cái anh Thành gì đó, thì cũng là học anh nói với ảnh hết, có người hỏi thì Kiệt nói vậy thôi, còn nếu anh không thích Kiệt xin lỗi anh nha, nên Kiệt không muốn đụng chạm bất cứ ai hết, tất cả cũng đều là nhiệm vụ chung của cha hết à. Cả cái anh gì mà anh Long Long gì đó cũng có nhiệm vụ nữa đó, nhưng mà có lúc chánh lúc tà đó, cho nên thì không có nó đụng chạm ra hết, cái này Kiệt là lo cho quốc gia, lo cho